Em Lăng Lối chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì Lăng Lối làm món đơn giản, không có quay cô chú anh chị ơi. Làm món vịt xào gừng, kho gừng nha. Đây là cái nồi vịt của Lăng Lúa xào gừng nè cả nhà. Đây cái chảo mini của Lăng Lúa là rất là dễ thương luôn. Lăng Lúa mà hôm nay thì cũng làm đơn giản nè cả nhà. Đây là dưa leo nè. Dưa leo Lăng Lúa cắt từng cắm vô trong này. Đây là cà phê của Lăng Lúa nhâm nhi nha, cà phê sữa nóng. Rồi Lăng Lúa cầm vậy không phải là giới thiệu ly cà phê nha, chỉ cái ly cà phê thôi nha cả nhà. Mời cả nhà cùng uống cà phê nhâm nhi giờ bữa cơm trưa với Lăng Lúa nha. Lời nói đầu video thì Lăng Lúa kính chúc tất cả cô chú anh chị gần xa thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống của mình nha. Rồi Lăng Lúa mình cô chú anh chị cùng dùng bữa cơm trưa với em Lăng Lúa nha. Bữa nay cũng món đơn giản thôi, không có rườm rà, chỉ là vịt kho gừng thôi. Bữa cơm trưa Lăng Lúa thì cũng đơn giản thôi, chỉ vịt xào gừng thôi cô chú anh chị. Đây là gan vịt nè. Rồi Lăng Lúa mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Đây là trái ớt nè. Em tính là dầm vô ăn cho nó cay cay mà, nhưng mà cái này nó cay à. Leo vô, dưa leo to lắm cả nhà. Bữa cơm cũng ngon, đơn giản thôi cô chú chị. Bữa nay Lăng Lúa không có làm gì rườm rà cho nó, cũng không có quay nằm nữa. Bữa nay mình chỉ quay cơm trưa thôi ha. Vịt này có Lăng Lúa làm có nửa con rồi cả nhà. Đấy, làm con thì không có hết, làm nửa con. Vịt nó mập lắm. Như leo, làm nào. Nó nói xèo luôn. Nó mang nó học nó nhỏ mượn tròn lắm luôn. Video của Lăng Lúa chỉ đơn giản và giản dị thôi cô chú chị ơi. Mình ăn cái muỗng này cho nó lẹ. Có gừng ở cả nhà, mình ăn cơm á nó ấm bụng nè. Thích ăn gừng nè, mình lấy gừng ăn nè. Để đều luôn nè. Thì cái vịt này mình kho gừng á thì cũng đơn giản nè cô chú anh chị. Thì Lăng Lúa cũng không có quay á, mình chỉ xào vỏ tỏi rồi mình xào thôi, xào cho nó thấm gia vị vô rồi mình... Lăng ơi, tôi thấy mày quay lâu rồi mà có làm tiền YouTube chưa? Đấy, tôi chưa có làm được mấy lần rồi. Nhưng mà Lăng Lúa cũng chưa làm được lần nào chưa á, ngại quá. Mà làm gì đam mê thôi nha cô chú chị. Người ta nhiều view, à lượt xem cao, ta có tiền mình mà làm bè quá, làm bài không phát triển. Cái mè của vịt nó dai dai. Ngon.
Dù khi cũng có lúc ghép nhạc á, nhưng mà chị nghe nói là không hay á. Ở đây á, thì chỗ em á, xe cộ chị qua chị lại nè, rất là đông, nghe là ồn. Nên là ghép nhạc thì đỡ ồn thôi. Không có gì làm video mà thấy nè. YouTube không biết hồi xưa lăn lóc đi bay cái lễ hội gần vì cũng là khá ổn, view cũng nhiều lắm, cái học cái là nhiều tiền chứ. Lại vừa bác hỏi lăn lóc có tiền chưa, lăn lóc nói có thì thôi, cơm mình còn nhỏ. Như là mình ít ra video rồi không có ra video á thì kênh thì tiền mình không có, mình không có cộng tiền, không có được cộng tiền á, có làm video lên mà cộng tiền đúng không cả nhà. Hiện tại thì Tết á thì cũng sắp đến rồi, ai cũng đều bận hết, bận dọn dẹp nhà cửa rồi bận sắm sửa đồ đạc. Mè lưỡi dao đó rất trọng luôn. Thôi bác phải ngồi, bữa cơm mà đơn giản không rườm rà. Mở muỗng rồi tôi để múc. Em thì thích ta dịch thầu gừng hơn thầu sợ ớt. Thầu sợ ớt thì nó đóng cái mỡ nó ngon bằng mình thầu gừng mà. Mình uống miếng cà phê sữa nóng. Cái này cà phê sữa nóng nè cả nhà. Lâu 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 lúa uống lần, lâu lúa chưa từng uống cà phê sữa nóng, bữa nay thử lần à, nó đã. Năm nay á thì lâu lúa mới làm kênh này lại à, tự nhiên cái kênh năng lộn đâu mà lên được đăng ký hoài luôn á cô chú vậy. À, cái lăn lộn hồi xưa em làm xong em bật kiếm tiền bỏ kênh á, tự nhiên giờ này á nó lên được đăng ký hoài luôn mà em đâu có đăng gì đó, tự nhiên nó được đăng ký hoài luôn. Có nhiều khi anh chị thấy em tương tác tên lăn lộn á rồi tìm kiếm tên á và đăng ký ủng hộ cái gì á mà tự nhiên cứ gom bỏ rồi mà cứ lên lượt đăng ký, cứ thấy vài ngày lên mười mấy người, vài ngày lên mười mấy người, mười mấy lượt đăng ký mà trong khi cái kênh chính này của lăn lúa là nó không lên. Chắc hơn các kênh tên lăn lùng thì có ấn tượng với khán giả hay gì đó mà tự nhiên lên lượt đăng ký vào luôn, lăn lúc cũng không biết làm sao nữa. Mình không làm á thì nó lên lượt đăng ký vãi thì mình bỏ không tiếc lắm á cả nhà. Lan lúa này thì cũng chứ thì lan lúa cũng xinh thôi, xinh quá anh Caramel. Lúc đó mới có được 200-300 người đăng ký à, rồi lan lúa đăng cứ cố gắng đăng gì đó, đăng các món ăn rồi lấy cái đoạn ngắn ngắn thì dài dây á mình đăng lên tin shop mới có lượt đăng ký,
trước đó bữa lần lớn nó có xin con caramel nó được có 300 mấy ngàn ký à, mà anh caramel nó làm mấy tháng trời đâu có ra video luôn, gần nửa năm chưa có ra video nữa. Em dụ mà em cho em xin đi về con lúc em chia sẻ em giúp đỡ cho, tại vì cái anh biết sao không, làm nữa bữa năm mới ra được một video không có thời gian á, tại vì mình quay về sân bắc có phải 2-3 người anh caramel nó không chịu lên clip với lăng lúa, tại khi về quê của mấy đứa cháu quay chung á cái kia vui đó, đứa nào không chịu nó ngại lên clip á. Bớ cơm em chưa ngon lạnh luôn, cái nào no quá. Rồi lần nữa mời cả nhà cùng thưởng thức ly cà phê nóng. Quá đã luôn. Ngon quá, ngon quá. Lần đầu tiên lăn lúa uống cà phê sữa nóng là cả nhà thưởng thức rất là phê phê luôn. Rồi em lăn lúa cũng cô chú chị có xem thì ủng hộ cho lăn lúa xin một lượt like và đăng ký kênh nha, dậy thêm chuông kế bên để nhận các clip tiếp theo và ủng hộ cho kênh em ngày càng được phát triển. Lăn lúa mai mốt sẽ làm về chủ đề săn bắt nè, các chủ đề thì cả nhà hay thường yêu thích đó, thì lăn lúa cũng chân thành cảm ơn cả nhà đã ủng hộ cho kênh em lăn lúa miền Tây. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống của mình nha. Bye bye cả nhà.